tôi trông cái từ đường này từ khi mà tôi lấy chồng về đây, tôi cũng được bố tôi dạy dỗ và bảo ban từng chút, cho nên là tôi học hỏi được, thì đến bây giờ tôi cũng dạy được các con tôi, nó cũng theo một cái nếp nhà như thế, thì cuộc sống nó cứ bình bình như thế mà sống.